Đây là những hình ảnh chung nhất chỉ xuất hiện duy nhất ở Viettel World Cup. Giải bóng đá phong trào Polo nằm của tập đoàn Tuyên Quang Tuyên Đội. 16 đội bóng với 350 cầu thủ tới từ nhiều quốc gia như Lào, Peru, Mozambique, Tanzania hay Burundi đã tham gia vào những trận đấu trong cuộc đua tranh giành vị trí, qua đó tạo nên một đội hình đa sắc tộc, độc đáo bậc nhất khu vực. Và đó cũng là lý do mà chúng tôi lựa chọn trận đấu này là nơi để tăng cường tình kết nối giữa các cán bộ, huấn luyện viên cho những trận đấu từ các châu lục trên thế giới. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia trận đấu, và tôi cảm thấy rất ấn tượng. Bạn thấy đấy, trong công việc hay trong cuộc sống thì sự kết nối luôn là rất quan trọng. Tới đây, các cầu thủ sẽ có cơ hội tìm hiểu về văn hóa của nhiều quốc gia, từ đó thực tập cho một nền văn hóa hơn. Một điều đặc biệt nữa tại Viettel World Cup năm nay chính là tất cả các đội đều sẽ có giải thưởng. Chú bây giờ chúng ta để nó chỉ đoán này. Trong đó trọng tâm là các chủ sở hữu những đường hàng chủ những đường hàng
Theo ý cha đã nói là khi em ở trong quầy đi ra không đi sáng nay cũng đi xuống nó như là những kiểu nó nặng mà bà cũng quay là bà đi xuống chân bảo là gọi là kêu đi trả đá rồi là gọi là nó không lấy mà mày không làm lấy Thank you.
Yeah.